Quang Đậu xin chào các bạn. Hôm nay Quang Đậu tiếp tục sẽ đưa các bạn đi một vòng của thành phố Phan Thiết xem như thế nào. Hôm nay là 27 âm lịch rồi, nhưng mà mình lại đi mua đồ đi một công hai chuyện và có đi ngang qua khu vực của tượng đài chiến thắng, xem thử cái sự nhộn nhịp của bà con đến mua bông hoa như thế nào. Trước tiên mình dẫn các bạn đến cái vườn mai. Như các bạn thấy đó, một số bà con đã đến cái vườn mai này xem và để mua. Các bạn ơi, cái vườn hoa này đa số là mai cúc vườn từ Bình Định họ đưa vào đây. Họ đang trả giá đó các bạn. Mai rất đẹp. Những cái bức mà ra bông thì họ sẽ ngắt họ bỏ đi, còn lại thì những bức mà họ chọn để đi giao thừa nó sẽ ra hoa đẹp hơn. Mai nhiều các bạn. Nói chung hôm nay là bà con đi tương đối xe này, hình như là ở các nơi đem bông hoa tập kết đến đây để bán hoa hướng dương một trời, tất cả hoa mình thọ hoa bò màu gà. Mình hỏi thử nha. Bạn họ như vậy là coi như là 80-100 nghìn một chậu đó các bạn, nhưng là cũng mắc vậy. Bây giờ cái vòng xuyến này thì mấy năm trước chưa có lo lát gạch và trồng cỏ và xung quanh cái tượng đài này thì người ta cho bán hoa ở trên đó, còn năm nay là tuyệt đối họ không cho bán. Em bao nhiêu giá cái mai này, đô bán đúng giá rồi? Hai mươi hai triệu nếu mà cái nụ như vậy thì em thấy người sẽ 30 nếu mà bông này tới tháng là chơi dừa cúc kia hồi nãy em nói bao nhiêu vậy? Là 22 triệu đúng giá luôn ha. Cảm ơn em. Ngã rẽ đường Lê Dũng các bạn, mình sẽ thấy cái đó thông báo điểm bắn pháo hoa. Vậy năm nay là bắn pháo hoa ở ngay cầu Giữa Lê Hồng Phong đó các bạn. Bắn ở đây thì nói chung hầu hết là bà con mình có dễ xem hơn, tại vì ở Phan Thiết mình có ba cầu, cầu giữa là cầu Lê Hồng Phong, và cầu bên trái là cầu Trần Hưng Đạo, cầu bên phải là cầu Thanh. Thì ta đứng hai con cầu kia mình thấy là cái pháo hoa bắn rất đẹp. Trục độ Lê Dũng đổ thẳng xuống tượng đài chiến thắng và ngã rẽ qua bên siêu thị Cấp Mắt và giáp với đường Trần Hưng Đạo. Thời gian này là cũng 12 giờ đó các bạn, 12 giờ trưa đến 1 giờ. Phần này thì nói chung là bà con ít đi mua hoa, chỉ mua buổi sáng sớm và đi buổi chiều tối. Hôm nay là Quan Đậu đi công chuyện, Quan Đậu kết hợp sẽ ghi lại hình ảnh này để các bạn biết.
sự nhộn nhịp của ngày 27 âm lịch thành phố Phan Thiết như thế nào, ngay cả những quầy tạp hóa, những quầy tạp hóa của cô Thảo Hương này cũng trình bày bán bia, burger, nói chung là nước ngọt vân vân. Mặc dù là coi như là đo nồng độ cồn nhưng mà bà con mình vẫn xôn xao và người mô đi bọt về nhà. Đó là một cái phong tục tập quán của người dân Việt Nam mình. Mình đã mình xuân 2020 nói chung là vui xuân và không có gì. Đây là trục lộ của đường Trần Hưng Đạo đó các bạn, thẳng lên cầu Trần Hưng Đạo đây. Đây là cầu Trần Hưng Đạo là hướng về phía nam, dọc theo cái trục lộ này thì bên lề đường của trường trung học Phan Thiết thì cũng vẫn bán hoa, cũng như là những người dân ở các nơi khác người ta về đây người ta tập trung tham bán. Tầm trưa nắng và gió, mình nói các bạn là mình sẽ đến quầy mỹ phẩm Hoàng Mỹ ở thành phố Phan Thiết. Nói chung là cái quầy mỹ phẩm này tương đối cũng lớn, bán đầy đủ vật dụng chúng ta thường dùng hàng ngày. Xem các bạn xem là để quan đọc đến đây mua cái gì nha. Tính tiền về bằng cái này á. Bốn bị thôi nè, bốn bị thôi. Bỏ lại bị nha. Rồi góc đó thì mình đi tiếp tục trên đường Trần Hưng Đạo và đến một nơi là ở đây là trường tiểu học Đức Thanh. Nơi đây thì những cái vườn hoa ở các nơi thì họ đến đây họ thuê chỗ để mà để bông hoa bán Tết, năm nào cũng vậy, nói chung là năm nào cũng vậy. Họ tập trung vào những cái trường tiểu học, đó là có một cái sân rất rộng để cho họ để học. Cái này trồng ở cây số 15 này là mình à hàng xa đó, này là quê của mình, ở đó mình trồng luôn em. Ở đó ý anh hỏi tại vì ấy sao có một số thuộc dược đó là ở Đà Lạt. Vậy là đất mình nó đã cùng hóa. Thì hồi xưa là trồng dược đỏ ở Tiến Lợi á. Giờ chi? Đó cho nên là ý anh nói là để tìm được xuất xứ, tại vì có một số người đã nói thứ là ở Đà Lạt mới có. Ngoài bài mà người ta mới biết chứ ngoài hiền đâu biết đâu. Không á, thì anh hỏi để cho biết xuất xứ rồi. Đây là cốc mầm xô đó các bạn. Đây là trên cái tuyến đường của Lê Dũng. Đây là những cái giò hoa trường lưu. Hồi trước ở Đà Lạt thì họ bỏ hoang, cũng không ai để ý tới.
quay lại trên cái con đường Lê Dũng như hôm trước mà mình đã đi đó các bạn. Thì hôm nay là coi như là hai bên vệ đường thì bà con cũng đưa hoa tập kết đến đây bán, nói chung là nhiều loại hoa, mà đa số là màu gà thì nhiều và cúc đó các bạn. Và mình cũng phải tranh thủ để mà chạy về, còn phải lo công việc già thì cũng chưa xong. Các bạn thấy cúc mai ở đây là cái trục giao lộ đường Nguyễn Huệ và Lê Dũng đó các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn nha.